Trường Sơn, dãy núi kéo dài từ thượng nguồn sông Cả trên đất Lào giáp Nghệ An tới Nam Trung Bộ. Trường Sơn, xương sống của bán đảo Đông Dương, nằm trong địa đồ của 21 tỉnh thành với hơn 550 triệu năm biến đổi địa chất, địa mạo. Series dọc dãy Trường Sơn mang đến những cảnh quan thiên nhiên kỳ vĩ, trải nghiệm kỳ thú, khám phá những nét văn hóa vùng miền đặc sắc. Hãy cùng hành trình khám phá dãy Trường Sơn hùng vĩ để khơi gợi những đam mê. Hãy cùng tôi đến với mảnh đất đang lưu giữ những thanh âm của đại ngàn. Nếu bạn muốn biết điều gì sẽ xảy ra trong tương lai, hãy tham gia lễ cúng đặc biệt này. Tại giảng đường của Tùng Phước, vừa tại giảng đường của Ngạc Kỳ, đại tài là vui, để không có bài ra con bỏ tại giá về bảo vệ. Đắk Rông nằm ở phía tây tỉnh Quảng Trị. Nơi đây có 30 di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh được xếp hạng, 10 hang động lớn nhỏ tạo điều kiện cho hoạt động du lịch diễn ra quanh năm. Trong lịch sử vùng đất, Đắk Rông từng thuộc huyện Hướng Hóa, Do Linh, Cam Lộ, Triệu Phong. Đến đây, bạn thực sự được mắt thấy, tai nghe về dòng sông Đắk Rông huyền thoại trong nhiều bài hát. Đó là dòng sông nối dài từ dãy Trường Sơn phía Nam đã nuôi nấng bao thế hệ người dân của mảnh đất anh hùng này. Do ảnh hưởng của chiến tranh, cách mạng nên nhiều lần tách ra, hợp vào. Nơi đây hội tụ của nhiều nền văn hóa tiền sử, qua các cuộc khảo cổ, tìm thấy nhiều dấu vết của thời kỳ đồ đá mới thuộc văn hóa Hòa Bình, Đông Sơn. Dân cư ở đây không chỉ có người Chăm mà còn có cả đồng bào dân tộc ít người như Vân Kiều, Pa Co cùng người Kinh đã định cư lâu đời. Mặc dù thành phần dân tộc đa dạng, nhưng trong quá trình sinh sống, vật lộn, đấu tranh với thiên nhiên và giặc ngoại xâm, cư dân Đắk Rông đã trở thành một khối thống nhất. Người Pa Co tại xã Tà Rụt, huyện Đắk Rông ngày nay vẫn làm nương rẫy, xen lẫn chăn nuôi để cải thiện đời sống. Mưu sinh giữa đại ngàn Trường Sơn, họ luôn biết tạo cho mình những dấu ấn riêng từ trang phục, phong tục tập quán đến những nét văn hóa dân tộc độc đáo. Diễn sướng âm nhạc dân gian truyền thống là một trong những nét văn hóa độc đáo của đồng bào nơi đây. Niềm tự hào của mỗi chàng trai, cô gái, Pa Co không bao giờ vơi cạn dành cho những nhạc cụ truyền thống của dân tộc, trong đó có đàn ta lư. Lịch sử mưu sinh của đồng bào Pa Co gắn liền với núi rừng, cuộc sống quanh năm gắn bó với con sông, con suối, với nương rẫy, núi non, trùng điệp đã tác động lớn đến sự hình thành nhân cách cũng như lối sống, lối sinh hoạt đặc trưng của con người nơi đây. Bằng những nguyên liệu sẵn có từ thiên nhiên như tre, nứa, những loại gỗ cây rừng, người Pa Co đã chế tạo ra những loại nhạc cụ độc đáo thông qua đôi bàn tay khéo léo và óc cảm nhận âm thanh tuyệt mỹ.
Giới thiệu với các bạn, đây là chú Crisis, người sẽ kể cho chúng ta nghe những câu chuyện về cuộc sống của đồng bào nơi đây. Bình thường thì có cái nhạc cụ truyền thống là đàn ta lư, nhưng mà ngoài ra thì còn có loại nhạc cụ truyền thống nào nữa và mà được người dân đang bảo tồn và gìn giữ trong suốt một chiều dài lịch sử từ xưa đến nay ạ? Cái nhạc cụ thì tương đối là nhiều. Tuy nhiên cái nguồn gốc mà tôi biết được là chỉ có nhạc tong, đàn tong với lại là đàn ta lư là đúng gốc của đồng bào bà con mà thôi. Đàn tong thì thường được sử dụng vào trong những khoảng thời điểm nào và các sự kiện nào trong năm ạ? Cách đây tính ra thì cũng phải vài trăm năm. Đàn tong này là nó diễn ra vào trong thời điểm là vụ mùa lúa trổ bông, thì cái thời điểm đó là thú hay vào phá hại mùa màng, bởi vì ngày xưa là người ít mà thú nhiều. Bây giờ thì đàn tong có còn được lưu giữ và còn được làm trong cộng đồng của đồng bào mình không ạ? Ở xã Tà Rụt thì đàn tong còn. Tò mò về loại nhạc cụ nghe thật lạ tai của đồng bào nơi đây, tôi nhanh chóng đi vào làng và hỏi dân làng về người nghệ nhân làm đàn lâu năm. Ngôi làng của đồng bào Paco nằm sát bên dãy Trường Sơn hùng vĩ và hướng nhìn ra con sông Đắk Rông huyền thoại. Có lẽ chính vì cảnh sắc nên thơ ấy mà những người con của vùng đất này đã sáng tạo ra rất nhiều loại nhạc cụ với những âm sắc riêng có. Và thật may mắn, tôi không phải tìm kiếm quá lâu. Chào ông ạ. Ông đang làm cái gì đấy ạ? Đây là làm tong. Không phải là từ mình nhá, nhưng mà nhớ lại ông bà, ông cha, ông ôm ngày xưa ta làm như vậy thì người ta vậy. Đây là truyền thống của dân tộc mãi mãi thì phải nhớ như vậy. Thế chiếc đàn tong này thì thường được sử dụng vào những lúc nào ạ? Đàn tong á, đàn tong ví dụ mình phát rẫy trong ngô, trong lúa, cho nên là con lớn ngày xưa rất nhiều. Đây là lúc là bắn đêm thì tất nhiên là con hộ con chi là cũng nghe đó, trong là nó không vô, hoặc là con nhím nữa. Ngày xưa thì chỉ có bà thế này thôi. Vâng. Đây là cây mới phát triển. Cây mới là có nhiều nốt. Đàn này là tông công của 9 nốt. Bác cháu mình thử đánh đàn tong xem là cái âm thanh của nó như thế nào được không ạ? Thì được, phải mở cái này thế. Vâng, bác mở đi ạ. Không phải là trong nhà đâu. Khi lúc đấy. Treo lên ạ. Đấy. Bác ơi, bác xem con đánh đã đúng chưa bác nhá? Vâng. Đúng không ạ? Đúng. Được khoảng mấy điểm ạ? 2 điểm. Có lẽ sẽ chẳng ở nơi đâu mà bạn lại bắt gặp sự chân chất, mộc mạc, trìu mến đến như thế. Những người dân Paco là vậy, chẳng hề mâu me, cũng chẳng hề câu nệ. Dường như giữa cuộc sống ồn ào và náo nhiệt, có một nốt nhạc trầm lắng ngay giữa đại ngàn này được vang lên êm dịu từ chính những con người mà chúng ta quen ở đây. Nét đẹp của bản làng nằm cạnh dãy Trường Sơn là vẻ đẹp của những năm tháng tuổi thanh xuân. Ở Đắk Rông, dù vắng vẻ, hoang sơ, nhưng ta không hề thấy buồn. Mỗi bước chân khám phá lại là mỗi cơ hội để ta nhận ra xung quanh cuộc sống thật giản dị và trong trẻo. Nếu về Đắk Rông, bạn đừng bỏ lỡ trải nghiệm vào một gia đình để hòa mình vào không gian sinh hoạt và cùng lắng nghe những câu chuyện của những người chủ nhà vui tính. May mắn hơn, bạn sẽ bắt gặp và được mời tham dự một trong những lễ cúng thường niên của đồng bào. Lễ cúng đầu gà không có dịp cố định. Người Đắk Rơm có rất nhiều sự kiện trong một năm. Đi tìm đất ở để làm nhà, việc hôn nhân, cưới vợ, gia đình, đặc biệt là khi có khách quý đến, họ cũng làm lễ cúng, vừa để thết đãi khách và cũng là vừa để tiên đoán có những điều lành gì sẽ đến trong chuyến viếng thăm này. Việc chuẩn bị đồ lễ sau khi đã hoàn thành dưới bàn tay người phụ nữ đảm đang sẽ được đặt lên trang trọng trong một không gian nhà chính. Các thành viên trong gia đình cũng chuẩn bị quây quần bên mâm cúng để sửa soạn hành lễ. Nếu cúng mà nếu không đúng tục lệ của nó thì không nó phù hộ mình.
xin cho là họ phù hộ lần sau là được mình là sống lâu này, giàu có này, được mạnh khỏe. Mình cần phải chuẩn bị những cái nguyên vật liệu gì thì để có thể làm được lễ cúng này ạ? Và có là con gà, có là một là chén là nước, một là xôi, đó là xong. Lễ vật của các mâm cúng tùy thuộc vào điều kiện, hoàn cảnh của từng hộ gia đình. Nhà nào có điều kiện thì làm nhiều, nhà nào không có điều kiện thì không mở rộng. Nhưng tuyệt đối không bao giờ thiếu gà và đĩa cơm nếp mới do chính nhà mình làm ra. Điểm đặc biệt là luôn có chén rượu cần được ủ lâu năm đối với nhà trưởng họ. Các lễ vật ấy được sắp xếp một cách gọn gàng theo trình tự phân chia từng mâm. Bác vừa nói là trong lễ cúng của mình thì chắc chắn là không thể thiếu con gà. Vâng. Nắm xôi cũng như là bát muối, bát gạo. Vâng, vâng. Thế nhưng mà con lại nhìn thấy ở đây là có một cái mâm với rất là nhiều. Vâng. Như là công cụ sản xuất thì phải. Vâng. Này. Vâng. Thì bác giải thích thêm cho con về cái mâm cúng này đi ạ. Người giàu á thì hắn cũng đi xe máy, có xe hơi, mà người không có thì đi xe đạp, mà hoặc là đi bộ. Thì cái này là đời xưa của bố là giàu đấy. Người đời xưa thì để lại cho bố. Thì bố để kỷ niệm truyền thống. Vậy là con hiểu rồi. Vâng. Mình có gà này, có rượu này, vâng, xôi nữa. Thì mình cũng phải có cả các công cụ lao động sản xuất này. Vâng. Cho tổ tiên mình có thể thấy được rằng là con cháu mình đã phát triển như thế. Vâng, vâng, đó, đúng đấy. Dạ. Đéo nữa. Sau khi mâm cúng đã được bày biện sẵn sàng trên chiếu, người thầy cúng sẽ bắt đầu nghi thức cúng bái. Người Paco rất coi trọng các lễ cúng. Họ tin vào thần linh huyền bí. Họ coi vạn vật là hữu linh. Mỗi vị thần đều vô cùng quan trọng. Thần cứu vớt loài người khỏi những trận lũ lớn, những cơn đói kéo dài và mang lại ấm no cho dân tộc. Lễ cúng đầu gà là một hình thức sinh hoạt văn hóa tâm linh, tín ngưỡng, chứa đựng rất nhiều ý nghĩa và nét đẹp văn hóa truyền thống, phản ánh mối quan hệ biện chứng của đồng bào dân tộc vốn gắn bó với thiên nhiên. Thầy cúng cầu cho các bậc thần linh và ông bà tổ tiên sẽ phù hộ cho con cháu được mạnh khỏe, làm ăn phát đạt, mùa màng năm sau tốt hơn năm trước, cái bụng được no hơn, không còn cảnh ăn khoai, ăn sắn thay cơm nữa. Con vừa thấy có một chi tiết rất đặc biệt, đấy là bố mẹ đang cầm trên tay mỗi một người một cái chân gà. Hình như là sau khi mình cúng, mình tạ lễ xong là mình cũng được xem chân đúng không ạ? Vâng. Con gà hôm nay chân tốt hay là chân thế nào ạ? Cái này là tốt. Bố có thể xem kỹ cho con xem là chân tốt thì là thể hiện như thế nào trên chân này ạ? Rất là mập. Là mình giàu. Đây là chân gà vâng, rất vâng. Là mập. Cho nên là mình... là giàu, bữa sau là giàu có đấy. Vâng, vâng, nhớ của. Là đẹp. Mà ngăn tay cũng tốt. Nếu mà mình là đi là... Đi làm. Nương, làm là cũng có. Hoặc là mình đi săn. Mình đi săn cùng mình là được bắt là con lớn, con nai. Tiếng người thầy cúng cất lên, lúc trầm lúc bồng, hòa vào tiếng trống rồn, tiếng chiêng vang vọng. Trong không khí linh thiêng ấy, họ không chỉ cầu cho mùa màng tươi tốt bội thu, mà còn cầu cho dân bản được bình yên, tránh khỏi ốm đau, bệnh tật, thiên tai, mọi người luôn thương yêu, đoàn kết giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Trong lễ cúng, các nhạc cụ dân gian truyền thống cũng đã phát huy được tác dụng của nó. Đến Đắk Rông, du khách sẽ được hòa vào thiên nhiên thanh bình, chứng kiến truyền thống văn hóa độc đáo của đồng bào Paco, được thưởng thức những làn điệu âm nhạc truyền thống và lắng nghe những câu chuyện về Đắk Rông huyền thoại. Để rồi, mỗi kỷ niệm mang theo là cả những thương nhớ da diết cùng ước mong được một lần quay trở lại. Chúng tôi tiếp tục hành trình đến với mảnh đất phía nam của tỉnh Quảng Trị để khám phá những cảm giác đối lập trong cuộc sống. Quá nhiều ớt luôn. Tất cả sẽ có trong tập tiếp theo của series chương trình.